Xin chào các bác nhé. Hôm nay kho bên em giới thiệu cho các bác cái bơm ruộng của Hyundai nhé. Cái bơm này thì nó có trọng lượng khoảng 11 kg nhé, nên là xách đi xách lại nó cũng rất là tiện nhé. Lưu lượng nước của nó là 43 m³/giờ. Cái này nó có mã là HGP65 nhé. Đây là số seri của máy này. Đầu ra đầu vào của ống này. Đây là sên của máy này. Đây thông số kỹ thuật của máy này. 43 m³/giờ này. Họng vào là 80, họng ra là 65 này. Trọng lượng là 11 kg này. Động cơ này thì có công suất là 3.0 HP nhé. Đây là tay cầm của máy này. Dung tích bình xăng của nó là 1.3 lít nhé. Còn dung tích nhớt là 0.3 lít. Đây, bộ phận đầu nhớt đây. Hyundai HGP100 này, chạy động cơ là 100P nhá. HGP100P. Máy nó rất là nhỏ gọn nhá, nên là xách đi xách lại rất là tiện nhá. Hàng của Hyundai thì các bác biết rồi. Với chất lượng của nó khá là tốt nhá. Bác nào mà có nhu cầu về cái bơm ruộng này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghim dưới màn hình nhé. Bên em thì các dòng Hyundai thì bán là khá nhiều. Ngoài bơm ruộng ra thì có cả bơm khung này, các dòng động cơ của Hyundai này, dụng cụ cầm tay, máy hàn, máy rửa xe, nói chung là rất là nhiều. Đợt này chuẩn bị vào bơm ruộng rồi, vào mùa rồi nên là cái bơm này bán là khá chạy. Đây, chữ Hyundai được dập nổi trên bình xăng này. Riêng hàng Hyundai thì chữ thì nó dập nổi toàn bộ nhé. Ngay cả cái tay giật này, các bạn biết này, đây chữ Hyundai này. Hiện nay trên thị trường thì cũng một số dòng dán tem Honda, Hyundai nhé. Đấy. Nhưng mà đối với dòng Hyundai thì các bác biết là bao giờ nó cũng có chữ dập nổi nhé. Bao giờ cũng có chữ dập nổi này. Chứ còn những dòng mà nó dán tem thì là không phải của Hyundai đâu. Đấy là những hàng nhái thôi. Hai nữa cái số seri của máy này. Đấy. Mà cái hàng Hyundai thì nhìn bao giờ nó cũng chắc chắn và nó khôn máy hơn những dòng khác nhé. Cái dòng này thì thời điểm hiện tại thì bây giờ bên em đang bán là 2.250.000 nhé. Đấy, nên là bác nào mà có nhu cầu về cái dòng bơm Hyundai này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghim dưới màn hình nhé. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.